Chào quý vị và các bạn. Hôm nay là ngày 10 tháng 10, cũng là ngày tôi post những cái video chương trình Dân Ta Phải Biết Luật Ta lên mạng lần đầu tiên. Và tổng kết lại trong vòng một năm thì tôi cảm nhận rằng mình có được những lời khen chân thành từ những quý độc giả, quý ông bà, cô bác và anh chị, cả những đồng nghiệp. Dĩ nhiên trong quá trình làm video thì không thể nào tránh khỏi những lúc sơ sót. Và có những lúc tôi cảm nhận rằng mình có thể thăng hoa mà tiền bạc không thể nào mà có thể cân đong đo đếm được. Tuy nhiên cũng có những cái comment nó làm cho tôi muốn bỏ cái chương trình Dân Ta Phải Biết Luật Ta vì những cái tiêu cực. Và rồi sau cái thời gian ngẫm nghĩ thì tôi nghĩ rằng cái chính của chương trình Dân Ta Phải Biết Luật Ta là gì? Là mang thông điệp đến cho mọi người. Và dĩ nhiên trong cái việc mang thông điệp đến cho mọi người thì tôi có thể là giúp kiến thức cho 90%, thì dĩ nhiên vẫn có 10%. Hy vọng rằng là các anh chị em vẫn hiểu được tôi là một người rất là nhiệt huyết. Nếu các anh chị em không có thích cái chương trình Dân Ta Phải Biết Luật Ta thì chúng ta hãy không lắng nghe để tránh mất thời gian của cả quý vị và cả tôi. Còn nếu như trong trường hợp các anh chị em có muốn góp ý xây dựng chân thành thì hãy xin để lại comment. Tôi sẽ cố gắng tự sửa chữa và hoàn thiện một cách sớm nhất. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay có một cái chú điện thoại vào số điện thoại của tôi. Chú bảo rằng là luật sư ơi, tại sao mà hồ sơ của tôi mà tới 10 tháng? Thì hỏi ra mới biết những việc như thế này. Người ta kiện chú, người ta kiện con chú về trong cái vụ bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng. Con chú đã gây tai nạn cho người ta. Và trong cái trường hợp này thì không xử lý hình sự mà các bên kiện về tranh chấp về bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng và với một số tiền nào đó thì tòa án đã thụ lý giải quyết trong thời hạn là 10 tháng. Tuy nhiên là các bên vẫn không thể đưa ra được cái con số thỏa thuận về sức khỏe bị thiệt hại. Và phía bên nguyên đơn, bị đơn không thống nhất, tức là không gặp nhau ở một con số. Chú bảo với tôi rằng là luật sư ơi, 10 tháng rồi mà chưa xử, vậy thì chừng nào mới xử? Thưa với chú, và tôi cũng đã trả lời cho chú, thì theo cái quy định của pháp luật, trong cái trường hợp của chú thì thời hạn để mà tòa án thụ lý giải quyết là 4 tháng. Thì hôm nay theo cái câu trả lời của chú, tư vấn của chú cũng muốn đem lên cho quý vị và các bạn một cái quy định của pháp luật đối với trong trường hợp này. Thưa quý vị và các bạn, theo quy định của điều của bộ luật tố tụng các bạn nhé, tố tụng dân sự năm 2015 thì thời hạn chuẩn bị xét xử điều 203 cái khoản 1, thời hạn chuẩn bị xét xử các loại vụ án trừ những vụ án được xét xử theo thủ tục rút gọn hoặc vụ án có yếu tố nước ngoài được quy định như sau. A. Đối với vụ án quy định tại điều 26, điều 28 của bộ luật này thì thời hạn là 4 tháng kể từ ngày thụ lý vụ án. Để giải thích cái vấn đề này thì tôi cho rằng trong trường hợp con chú là theo điều 26, điều 26 nha các bạn. Điều 26 là những cái tranh chấp dân sự thuộc thẩm quyền giải quyết của tòa án, trong đó có cái điều số 6 là tranh chấp về bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng. Trong trường hợp này thì theo như cái mô tả của chú thì tôi hiểu rằng đây là trường hợp bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng, bồi thường thiệt hại về sức khỏe bị xâm hại. Thì thời hạn tính từ 4 tháng kể từ khi mà tòa án thông báo, ban hành cái thông báo về việc giải quyết vụ án. Thì tôi trước đây thì nếu như trong trường hợp các bạn chưa xem được cái thế nào là thông báo giải quyết vụ án thì các bạn sẽ đánh một cái từ, search một cái từ gọi là thông báo về việc
thế nào là thông báo về việc giải quyết vụ án của văn phòng luật sư Đoàn Gia Phúc thì các bạn sẽ coi lại. Thì tôi sẽ giải thích đơn giản như thế này. Tức là sau khi một cái nguyên đơn cho rằng cái việc mà gây tai nạn này dẫn đến sức khỏe bị xâm hại và người ta đã có cái đơn để khởi kiện đến tòa, họ đưa ra những chứng cứ là những cái bằng chứng là cái mức độ mà gây thiệt hại của người con của chú kia gây ra, và họ trên cái tinh thần và họ tính toán lại bằng một con số các bạn ạ, học một con số. Và trong cái quá trình hòa giải như vậy thì các bên đã không thống nhất được con số thì chắc chắn là tòa sẽ tiến hành đưa vụ án ra xét xử. Cái cách tính thông báo 4 tháng sẽ là như thế này. Nếu như ngày 1 tháng 1 năm 2018 chúng ta nhận được cái thông báo, chúng ta là bị đơn mà, chúng ta nhận được một cái thông báo về việc thụ lý vụ án, thì ngày 1 tới hết ngày 31 tháng 4 năm 2018 thì được xem là hết thời hạn 4 tháng. Tuy nhiên rằng trong thời hạn này thì tôi nghĩ rằng là tòa án đã có cái việc là đưa cho mời các bên lên hòa giải rồi, thì cái việc này sẽ không tính. Tôi sẽ giới thiệu cho quý vị và các bạn một cái vụ bồi thường thiệt hại do tài sản bị xâm hại. Thì tôi có một cái vụ kiện dân sự nó như vậy đó quý vị và các bạn. Thì ông A đã gây tai nạn cho con của vị khách hàng của tôi, và trong cái khi mà cơ quan cảnh sát điều tra thụ lý giải quyết vụ án hình sự thì xác định là không có yếu tố cấu thành tội hình sự và chuyển hồ sơ trả lại cho bà khách hàng của tôi. Tuy nhiên là những cái chi phí mai táng cho người con là có thật, và song hành cùng với bà, tôi đã giúp bà một cái đơn khởi kiện, trong đó ghi rõ những cái chi phí như là chi phí mai táng, chi phí cho việc cứu chữa bị thương, chi phí cho việc nằm viện, và cái số tiền nó lên 32 triệu. Và khi mà khởi kiện đến tòa, kiện cái ông A là bị đơn đến tòa, thì các bên đã thỏa thuận và đồng ý, ông A cũng đồng ý bồi thường toàn bộ. Và các bên đã rút đơn khởi kiện. Nó cũng giống như trường hợp của cái chú hồi sáng gọi điện cho tôi thôi. Chỉ khác nhau rằng là trong cái quá trình thụ lý, giải quyết và các tòa đã mời các bên lên hòa giải thì các bên đã thống nhất ở một con số. Thông qua cái video này thì tôi cũng nói với chú như thế này. Những cái xác định lỗi trong cái vụ tai nạn giao thông thì tòa sẽ xác định lỗi là lỗi hỗn hợp hay lỗi toàn bộ hay như thế nào đó. Tuy nhiên thì tôi cho rằng cái phía nguyên đơn họ đã có cái thương tật, và trên cái tỷ lệ này thì bằng cái sự tình người trong cái lúc mình cũng có một cái sự hỗ trợ tương đối và hợp lý. Đó là một trong những phương châm mà Kim Chỉ Nam mà văn phòng luật sư Đoàn Gia Phúc muốn gửi đến quý vị và các bạn. Bây giờ để tổng hợp lại vấn đề là thời hạn đưa vụ án ra xét xử thì tôi sẽ lấy điều 203, thời hạn chuẩn bị xét xử đối với những cái vụ án mà không phải là vụ án rút gọn, không phải là vụ án có yếu tố nước ngoài thì thời hạn là 4 tháng đối với điều 26, 28 của Bộ Luật Tố Tụng Dân Sự là thời hạn 4 tháng. Tuy nhiên tôi cũng nói với quý vị và các bạn rằng trong cái suốt cái cuộc đời hành nghề của tôi có những cái vụ án nó đã đi kéo dài từ 2 năm, 3 năm, 5 năm, 7 năm và 10 năm nữa. Cho nên chú ạ, tôi chỉ khuyên chú đúng một điều, hãy để cho tòa án tự mình thu thập chứng cứ, hòa giải và dẫn đến cái việc tuyên xử một cái bản án phù hợp. Nếu chú cảm thấy không thể thỏa thuận được, xin cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành cùng chương trình Dân Ta Phải Biết Luật Ta trong suốt một năm. Tôi xin chúc những cái quý độc giả của chương trình Dân Ta Phải Biết Luật Ta nhiều sức khỏe. Xin trân trọng cảm ơn.